Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu với các bạn về một cái hòn đảo rất là xinh đẹp ở Seattle có tên là Vacation Maori. Cái hòn đảo này thì nằm cách biệt và để đi sang hòn đảo này thì mình phải đi phà, chứ đến nay thì chưa có cầu. Đây, bây giờ là mình đang đi vào trong cái bến phà đây. Hello, Vashon. Để đi sang đảo thì mình có thể đi từ cái bến phà này, đây là bến từ ở phía West Seattle, hoặc là mình có thể đi ở cái bến Southwood, hoặc là có một bến nữa là ở Tacoma, là có ba cái phà để đi bằng ô tô sang đảo. Thế còn đối với người mà đi bộ hay đi xe đạp thì muốn sang đảo thì thường là họ phải đi bằng cái water taxi từ xuất phát từ trung tâm của Seattle. Thế giá vé cho một cái ô tô cho cả một lần đi và về là $20.80. Cái phà này thì hoạt động suốt cả ngày lẫn đêm. Thế thì tùy theo giờ, ví dụ như trong ban ngày ấy, vào cái giờ đi cao điểm thì cứ khoảng 15 phút thì sẽ có một chuyến phà. Thế còn là vào ban đêm thì có thể là nó sẽ lâu hơn, khoảng 30 đến 45 phút có một chuyến. Nói chung là cứ trung bình khoảng nửa tiếng là sẽ có một chuyến phà như thế này. Phà này thì chỉ dành cho ô tô và xe máy. Mỗi một cái phà này thì có thể chứa được từ 120 đến 140 cái xe ô tô. Đấy, các bạn có thể thấy là nó có 3 phần. Phần ở bên tay trái này có 2 làn xe, phần ở giữa và phần bên tay phải, và đồng thời ở trên tầng 2 cũng như vậy. Khi mình vào thì là có người hướng dẫn cho mình xem là mình vào cái làn xe nào. Phà thì chạy từ bờ bên này sang bờ bên kia thì mất từ khoảng 10 đến 15 phút. Đây, các bạn có thể nhìn đấy là phía trên tầng 2 này. Đấy, là phía bên tay trái này. Đấy, rồi phía giữa này. Đấy, chỗ phía giữa có độ 4 làn xe. Ở bên cái tay phải cũng có 2 làn xe ở tầng trên và tầng dưới. Đây, bây giờ là phà đã cập bến bờ bên kia. Là mình đang bắt đầu đi xuống đảo Vashon đây. Hòn đảo này thì là rộng 36,9 square miles, tức là khoảng 96,5 km vuông. Và theo điều tra dân số năm 2010 thì ở trên hòn đảo này dân số là 10.624 người. Đây là mình đang ở cái khu vực gọi là trung tâm của đảo đây, tức là cái khu mà trung tâm thương mại đấy, gồm có một số các cái cửa hàng bán đồ ăn, rồi các cái cửa hàng lưu niệm. Rồi các bạn có thể nhìn chỗ này đấy, trước mặt các bạn là cái khu gọi là Farmer Market đấy. Thì cái này thì họ chỉ mở vào thứ bảy và chủ nhật, hoặc là chủ nhật mỗi tuần thôi. Cái hòn đảo này thì nằm ở phía nam của Seattle, tức là từ giữa Seattle đến Tacoma. Cái đảo Maria thì nằm ở phía đông nam của đảo Vashon và nó được đặt tên là năm 1841.
do cái trung úy Charlie Wilkie để vinh danh cái một cái người sĩ quan ở trong cái đoàn thám hiểm Hoa Kỳ có tên là William Louis Mario. Cho đến cuối những năm 1700 thì cái quần đảo và Vashon và Maori này thì chỉ có người da đỏ sinh sống, và nó cũng có những bằng chứng để lại rằng cái con người sống từ ở đây từ có niên đại từ 10.000 đến 12.000 năm trước kia. Do cái lợi thế về cái trữ lượng cá nằm ở cái vùng trung tâm Puget Sound này rất là dồi dào, đồng thời là cái việc di chuyển bằng đường thủy ra và vào cũng giúp cho những cái người thổ dân, các cái bộ tộc phát triển rất là mạnh, bởi vì cái giao thông này và cái trữ lượng và thực phẩm giúp cho cuộc sống của họ dễ dàng hơn. Người Mỹ da trắng đầu tiên thì khám phá và vẽ được cái bản đồ của hòn đảo này thì là thuyền trưởng George Vancouver trong một cái chuyến khảo sát khu vực Puget Sound cùng với cả Hải quân Hoàng gia Anh. Thế sau đó thì Vancouver đã đặt tên cho hòn đảo này vào ngày 28 tháng 5 năm 1792 theo tên một người bạn của ông. Đấy là James Vason, và James Vason thì cũng là phục vụ trong Hải quân Hoàng gia Anh. Thế và từ đến năm 1824 thì các cái nhóm thám hiểm khác hay là những các cái nhóm định cư khác thì bắt đầu đến hòn đảo và định cư ở đây. Bây giờ là mình đang đứng ở cái điểm Jensen Point đây. Nó là một cái công viên nằm ở trên cái đường Harbert. Từ đây thì các bạn có thể là thuê thuyền, để như là thuê thuyền kayak để chơi, hoặc là nhiều người cũng đến đây để câu cá, hay là đơn giản chỉ nằm đây thư giãn để ngắm những con chim biển. Đấy, đây là những cái rồi là có thể đi, người ta đến đây để picnic. Từ đây thì các bạn có thể nhìn sang được cái cảng Quartermaster. Thì cái người Mỹ mà gốc Âu, châu Âu ấy, định cư ở trên cái đảo Vashon này thì từ những cái năm 1865. Và lúc cái thời gian đan đấy thì cái nghề chính ở trên đảo này là đánh cá và khai thác gỗ. Thì năm 1890 thì người Mỹ gốc Nhật bắt đầu trồng dâu tây để bán. Và cái ông Denichiro Mukai đã đến đảo từ năm 1910 và trở nên nổi tiếng với việc đóng hộp dâu tây bằng các cái phương pháp đặc biệt, bằng các cái thùng gỗ sồi. Và từ những cái thùng dâu tây mứt sản xuất mứt và này đã bán đến khắp các cái nước ở phương Tây khác, và đã trở thành một cái hương đặc sản rất là nổi tiếng của quần đảo này. Và cứ thế phát triển cái nghề làm trồng dâu tây và làm mứt dâu tây này trong suốt hơn 50 năm, cho đến khi mà chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, thì lúc đấy là những người Nhật này đã phải bị bắt buộc chuyển đến các cái trại tập trung, và lúc đấy thì là họ đã không còn được làm tiếp cái nghề này nữa. Ở trên đảo thì cũng có một trường cao đẳng gọi là trường cao đẳng Vason, mở tại cái khu Burton. Thế nhưng mà vào năm 1892, nhưng sau đấy thì nó sẽ bị cháy rụi từ năm 1910. Mùa hè ở đây thì có khí hậu rất là ấm áp và khô, nó có nhiệt độ thường từ khoảng 71 độ Fahrenheit, tức là khoảng 22 độ C. Người dân ở trên đảo này thì họ cũng không muốn chính phủ xây dựng cầu, vì họ muốn tách biệt và giữ riêng cái, giữ cho họ cái bản sắc phong thái nông thôn. Vì họ ở đây một số nhà là họ vẫn cứ nuôi ngựa, cưỡi ngựa này,
rồi họ cũng vẫn cứ trồng cây, các cái loại trái cây để sản xuất rượu vang. Đấy, thế nên là họ vẫn cứ muốn giữ cái phong cách nông thôn của quần đảo. Đây là mình đang đi đến một cái bến phà khác ở trên đảo. Mà cái bến phà này thì sẽ đi về cái hướng Tacoma, tức là nằm ở phía nam của thành phố Seattle đấy. Từ đây là mình có thể nhìn thấy cái ngọn núi Mountain Rainier và quanh năm phủ tuyết trắng. Về công nghiệp thì hiện nay chỉ có một cái nhà máy ở trên hòn đảo này thôi, gọi là nhà phòng thí nghiệm nghiên cứu Thái Bình Dương, và nó được người dân ở đây thì cứ gọi là nhà máy xương, The Bond Factory. Thế còn hai cái nhà máy, họ trước đây họ có hai cái nhà máy lớn khác, nhưng mà một nhà máy thì đã được chuyển sang Trung Quốc, còn một nhà máy thì đã đóng cửa sau khi họ mà Starbucks mua lại thì họ đã đóng cửa. Năm 2014 thì đã có thông tin cho rằng có một cái công ty tên là EduPure đã mua lại cái nhà máy cũ, cái nhà máy K2 đấy, để sản xuất các cái món ăn nhẹ mà làm từ cần sa, như là các cái loại bánh quy này, rồi kẹo này, rồi kẹo cao su. Nhiều người dân sống ở đây thì đã chọn không tiêm phòng cho con cái của họ, bởi vì họ nói theo cái cá nhân, niềm tin cá nhân của họ thì họ thấy không cần thiết phải tiêm. Cho nên năm 2015 ấy thì theo thống kê là đã có 23% học sinh mẫu giáo ở cái khu đảo Vason này từ chối tiêm phòng vaccine, các cái loại vaccine như là bạch hầu, vốn ván, ho gà hay là sởi, quai bị, vân vân. Đấy, thì là, và họ giải thích rằng đây không phải là do tín ngưỡng hay là do y tế, mà chỉ là do cái niềm tin cá nhân thôi. Hòn đảo này cũng làm hòn đảo có tỷ lệ tiêm phòng vaccine thấp nhất ở trên đất nước Mỹ. Và mặc dù các cái việc mở rộng dịch vụ vaccine này và các cái phương tiện truyền thông để khuyến khích họ tiêm chủng, thì cho đến nay thì đến cái năm từ năm 2017-2018 thì cái tỷ lệ tiêm vaccine thì đã tăng lên đến 74%, mặc dù vẫn còn thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu mà chính quyền đề ra là 95%. Thì cộng đồng cũng có một phần bị chia rẽ bởi vì cái quan điểm là sử dụng vaccine hay không. Bởi vì có một số những người mà tiêm vaccine ấy thì nói rằng là những cái người mà không tiêm vaccine thì sẽ không khuyến khích ở trong các cái buổi tụ họp.
Mình đang đi vào cái cảng Quartermaster đây. Lúc nãy mà mình đứng ở cái điểm Rensen Point đấy là mình nhìn sang cái bến cảng này đây. Và bây giờ là mình đi xuống lại bến phà để quay về bên phía Seattle đây. Ôi tiếc quá, mình vừa vào đến nơi thì phà vừa mới rời bến. Thế là lỡ mất chuyến phà này rồi. Các bạn có thể nhìn thấy cái đèn nhấp nháy đấy, tức là cái bến cái phà nó vừa mới cập bến vào hòn đảo này từ cái địa điểm Southwood. Đứng từ bến phà nhìn về phía hòn đảo, các bạn có thể thấy là các cái ngôi nhà lưng thì tựa vào núi mà mặt tiền thì nhìn ra mặt nước, rất là đẹp. Thế các bạn cũng thể nhìn thấy là những cái người đi bộ này, rồi những cái người đi xe đạp này, họ vừa mới cập bến từ cái water taxi từ trung tâm Seattle sang hòn đảo đấy. Above it says Fauntleroy, but the light's not flashing. So it means the waiting. It means that ferry is not going to Fauntleroy. Yeah. So it's just going over here to Southwood. Ở cái bến phà này thì cũng có cái chỗ để cho những người đi bộ và đi xe đạp bắt cái water taxi đi ra trung tâm thành phố. Đấy, các bạn nhìn thấy cái phà nhỏ nhỏ đấy vừa mới rời bến.
từ đây thì bạn có thể nhìn thấy là bến phà này có 3 hướng. Một hướng cho người đi bộ, đi xe đạp ra trung tâm, và hai hướng là dành cho ô tô và xe máy. Đấy, các bạn nhìn thấy hai hướng dành cho các cái xe cơ giới đấy. Khi lên phà thì xe máy bao giờ cũng được đi lên trước, cho nên là đây các bạn nhìn thấy xe máy là họ đứng lên trước cái điểm đỗ của ô tô, cho nên họ khi họ đến, kể cả họ đến sau thì họ cũng không phải xếp hàng sau các cái dòng xe ô tô đỗ ở đằng dưới này, đứng ở sau cái điểm đợi đấy. Đấy, bây giờ phà thì đã đến rồi và mình lại bắt đầu lên phà để quay trở về phía bên kia, đó là quay trở về phía Seattle đấy. Đây là mình sẽ đến cái phía tây của Seattle. Bây giờ là mình đang ra trên đường ra phà đây, ra khỏi phà để đi vào thành phố. Ở bên trái đường là mình nhìn thấy là rất nhiều người đứng xếp hàng để đợi lên phà. Đấy, các bạn nhìn thấy xe máy đứng trước này. Họ lên trước và họ sẽ ra trước. Ô tô rất là nhiều, vì bây giờ là khoảng 6 giờ chiều, cho nên là những cái người đi làm ở bên thành phố là bắt đầu quay trở về đảo nơi họ sống đấy. Tạm biệt các bạn. Mong rằng các bạn sẽ có một ngày đến thăm hòn đảo này. Và các bạn đừng quên là khi mà đến bờ, đến cái chỗ bến phà thì các bạn vào cái phòng chờ để lấy cái quyển sách gọi là hướng dẫn du lịch đấy, thì các bạn, người ta sẽ có hết địa chỉ những cái điểm mà các bạn nên đến tham quan.